Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học về cách nhân số đo thời gian với một số nha. Mỗi buổi sáng, Thạnh học ở trường 3 giờ 15 phút. Một tuần lễ, Thạnh học ở trường 5 buổi. Hỏi, mỗi tuần lễ, Thạnh học ở trường bao nhiêu thời gian? Để giải bài toán này, thì bạn phải thực hiện phép nhân. 3 giờ 15 phút nhân 5 thì bằng bao nhiêu vậy? Mình sẽ hướng dẫn bạn nhé. Để dễ dàng nhân thì bạn nên chuyển thành hàng dọc nhé. 5 nhân với 15 phút được bao nhiêu thì bạn ghi vào nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tương tự, với cột giờ cũng vậy. Bạn giúp mình nhân đi nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Chúng ta sẽ bắt đầu nhân ở cột phút trước nha. 5 nhân với 15 phút thì được 75 phút. Ghi 75 phút ở cột phút. Sau đó, chúng ta nhân ở cột giờ. 5 nhân với 3 giờ thì được 15 giờ. Chúng ta sẽ ghi 15 giờ ở cột giờ nha. Bạn để ý vào 75 nhé, vì 75 phút lớn hơn 60 phút, nên mình sẽ thực hiện bước chuyển đổi sang hàng liền kề nhé. Bạn hãy chuyển giúp mình đi. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 75 phút thì bằng 1 giờ cộng với 15 phút. Sau đó mình chuyển 1 giờ đó qua hàng liền kề. Vì thế, 15 giờ thêm 1 giờ nữa thì thành 16 giờ và số phút còn lại là 15 phút thôi. Vậy, kết quả của phép nhân thời gian là 3 giờ 15 phút nhân với 5 thì bằng 16 giờ 15 phút đó bạn. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Nếu chưa rõ bài học, thì bạn xem lại bài học này thêm lần nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi: Bé Lan ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu? Bạn làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi.